Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm đến từ một thương hiệu có thể gọi là no name, không hề có một chút danh tiếng nào cả. Nếu mà so sánh nó với Dior, với Chanel, với BVL, vân vân, rất nhiều những thương hiệu designer nổi tiếng khác thì thật là đó là một cái sự so sánh rất là khập khiễng. Thế nhưng ở nhà nước hoa này có những cái sản phẩm mình luôn đánh giá rất là cao cái chất lượng làm mùi hương của họ. Và cái chai hoa ngày hôm nay mình muốn nói chuyện với các anh em đó là Halloween Man X, một cái sản phẩm mới ra mắt từ hồi năm ngoái của họ. Và cũng giống như thường lệ thì mình sẽ vẫn chia sẻ đến các anh em cái quan điểm cá nhân của mình về những điểm mình cảm thấy thích và không thích về chai nước hoa này. Và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một sản phẩm full hoặc là một sản phẩm chiết nào đó. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là những quan điểm của mình về chai nước hoa Halloween Man X. Ok, let's go. Điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là cái độ blend mùi của nó rất là mượt mà rất là nhuần nhuyễn. Với một số tiền bỏ ra rất là rẻ, chúng ta sở hữu một chai 125ml và mình có thể nói rằng nó xứng đáng đến từng xu chúng ta bỏ ra. Về tổng quan mùi hương chai nước hoa này, nó sử dụng rượu whisky cùng với cà phê và một chút ngọt của độ tonka. Xin chia sẻ thêm với các anh em là với những gì mình được biết thì rượu và cà phê luôn luôn là những cái nốt hương không phải là quá phổ biến. Kể cả những nhà nước hoa niche thì mình thấy là cũng không có quá nhiều nhà sử dụng hai nốt nguyên liệu này. Và cái nữa là rượu luôn luôn là một cái nốt, nếu như khi mà mix mùi mà không gọi là không có cái kiểm soát, nó rất là dễ đập phá những cái nốt khác, bởi vì cái tính chất mùi của nó rất là nồng, hăng và khá là không hề là dễ chịu khi mà ngửi. Thì ở cái chai nước hoa này nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà mix cùng với cà phê với một chút ngọt của đậu tonka, nó tạo nên cái mùi hương rất nam tính. Sáng tạo thì có thể không hẳn là sáng tạo, thế nhưng nó rất nam tính. Khi mà chúng ta ngửi, chúng ta không cảm thấy một cái gì đó nó hóa học hay một cái gì đó cảm giác nó gai người khi mà ngửi. So sánh với những cái chai nước hoa có cùng mức giá và luôn luôn được so sánh với clone của chai nước hoa này, clone của nước hoa kia, thì ở chai Halloween Man X này chúng ta sẽ không cảm thấy như thế, mà một cái mùi hương có thể gọi là xuất sắc với cái số tiền chúng ta bỏ ra. Và như mình đã nói, cộng thêm nó sử dụng những cái nốt rất là khó khi mà mix mùi, đó là rượu, đó là cà phê, thì đây là một cái điểm cộng rất là tốt của chai nước hoa này. Đấy là điều đầu tiên mình thích về sản phẩm của nhà Halloween. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như chúng ta đang là sinh viên hoặc là chúng ta không có quá dư giả nhiều về tài chính, chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương mà nó đa dụng, rẻ một chút và độc đáo, thì cái sản phẩm nào chúng ta có thể tham khảo? Halloween Man X chính xác là cái mùi hương, một trong những mùi hương như thế. Với cái mùi hương có thể gọi là rất là đa dụng, chúng ta có thể sử dụng đi làm, đi cà phê, đi party, đi bar, đi tất cả những cái dịp mà chúng ta sẽ dùng trong những ngày thu đông tới đây. Thì một cái mùi hương với cái mức giá không quá đắt và rất là đa dụng, mình nghĩ là không nhiều chai nước hoa có thể làm được. Do đó, đấy là cái điểm cộng thứ hai của chai nước hoa này. Điều thứ ba mình thích về mùi hương này đó là cái chỉ số đụng hàng của nó khá là thấp. Thực sự mà nói thì mình không thấy có quá nhiều chai nước hoa có một cái phong cách mùi hương như thế này. Kể cả là những chai nước hoa đắt tiền, mình cũng với cái những cái gì mình được biết ấy, chứ không phải đấy là một cái tất cả, mà với những cái gì mình được biết thì đây là một chai nước hoa mình cảm thấy cái chỉ số không đụng hàng rất là cao. Và đấy là một cái điều rất là thú vị của nó, bởi vì đôi khi chúng ta bỏ ra một số tiền rất là đắt đỏ, thế nhưng cái việc bị đụng mùi chai này, đụng mùi chai kia là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng ở Halloween Man X này thì thực sự là mình nghĩ là có thể là sẽ có. Mình nghĩ là sẽ có. Thế nhưng với những cái gì mình được ngửi thì mình cũng chưa thấy một chai nước hoa nào có cái nét tương đồng với chai nước hoa này, hoặc nếu có thì rất là ít. Và đấy là một cái điểm cộng thứ ba chai nước hoa này. Tổng quan lại, ba điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là với cái số tiền chúng ta bỏ ra nó rất là xứng đáng, đa dụng rất là cao và không bị đụng hàng. À ít, cái chỉ số không bị đụng hàng rất là cao. Đó là ba điều mình thích về chai nước hoa này. Còn cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này, điều đầu tiên đó là cái open note của chai nước hoa này nó khá là đơn điệu. Khi mà xịt và với cái mũi làng của mình ngửi
thì cái vị rượu whisky và cà phê nó rất là rõ, và nó mất tầm khoảng 10 phút, nó hơi đơn điệu. Sau đó thì một chút ngọt nó đệm thêm vào, thì lúc đấy cảm giác mùi hương nó đưa đẩy hơn, nó thu hút hơn. Còn lại thì sau khoảng 10 phút đầu thì xịt thật sự là có một cái gì đó nó cảm giác nó hơi đơn giản, và cái điều đó đồng nghĩa rằng là cái chỉ số mà, hoặc là cái gây ấn tượng mạnh lúc bắt đầu xịt là sẽ hơi bị thấp. Và đấy là một cái điều mình cảm giác là không thích ở chai nước hoa này. Tổng quan lại, có nên mua chai nước hoa này hay không? Với cái quan điểm của mình đang nói với các anh em là dựa trên một người đã và đang sử dụng mùi hương, chứ không phải là một seller, không phải là một người bán hàng. Thì đây là một chai nước hoa rất xứng đáng để chúng ta có cái sự trải nghiệm đó. Thực sự mà nói thì mình nghĩ rằng các anh em nên tự có thể tìm check với các seller khác. Thế nhưng lời gợi ý của mình là các anh em nên thử mùi hương của chai nước hoa này, bởi vì như mình đã nói, nó rất là xuất sắc, mức giá vừa phải và xứng đáng với từng xu mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này. Do vậy, quan điểm của mình đó là chúng ta nên mua chai nước hoa này để không bỏ lỡ một mùi hương rất là đẹp và mức giá vừa phải đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái quan điểm cá nhân của mình về chai nước hoa Halloween Man X. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.